Hi, hôm nay mọi người vẫn ổn cả chứ? Mình lại gặp nhau trong chuỗi radio do xóm Nhà Lá thực hiện, nhân dịp người bạn nhỏ của chúng ta tròn 18 tuổi. Và radio lần này sẽ tiếp tục với tâm sự của một chị gái nhỏ gửi đến cho xóm qua trang Facebook Dịch Dương Thiên Tỷ Dear Boys. Mọi người cùng lắng nghe nhé. Dịch Dương Thiên Tỷ, bài ca lãng mạn nhất. Tim của ai sao cứ mãi bồi hồi khi bóng người dừng bước vội về đây. Tưởng xa lạ như mặt đất và mây, vậy mà sao lại thân quen đến thế. Chỉ là trong một buổi chiều mưa, tôi vô tình đọc được đoạn thơ ấy, và hình bóng của em lại hiện lên trong tâm trí. Đã hơn 3 năm trôi qua, tôi vẫn chẳng thể giải thích rõ ràng được vì sao tình cảm dành cho em lại đặc biệt đến vậy. Chỉ biết rằng nó ngày càng lớn lên, rồi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Vẫn nhớ hình dáng nhỏ bé, ngại ngùng ngày nào của em khi đứng trên sân khấu bao ống kính, ánh đèn. Giờ đây, bóng hình đó đã cao lớn hơn, vững chãi hơn, tự tin hơn, nhưng vẫn dịu dàng và thuần chân như thế. Mỗi lần thấy em xuất hiện, tôi lại giống như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy cầu vồng. Với tôi, mọi thứ liên quan đến em đều thật đáng yêu. Em biết không, trước đây tôi chỉ từng yêu thích ngắm nhìn trời sao nhiều đến thế. Bởi vì bạn từ bé nói rằng, khi bạn yêu thương một bông hoa trên một ngôi sao nào đó, bạn sẽ thấy êm đềm khi ngắm sao vào ban đêm, và khi đó cả bầu trời sẽ nở hoa. Bởi vì tôi yêu mến em, hoàng tử bé của tôi, cho nên tôi cũng cảm thấy ngàn ngôi sao lấp lánh trên cao kia đang cười. Tôi vui khi tưởng tượng em đang du ngoạn trên một ngôi sao nào đó, rồi tặng tôi một nụ cười rạng ngời với hai lúm đồng điếu ngọt ngào. Bởi vì em, bầu trời đêm trở nên thật lãng mạn. Bởi vì em, tôi không thấy mình cô đơn. Bởi vì em, khiến tôi thấy mình được ủng hộ, được cổ vũ để tiếp tục bước về phía trước. Nhắc đến lãng mạn, có lẽ em là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là sự lãng mạn khiến người ta cảm động đến rơi lệ. Cậu bé nhỏ của tôi vẫn luôn âm thầm dùng chân tình đối đãi với người em trân trọng. Em muốn mọi người biết rằng em là hoàng tử bé, nhưng là hoàng tử bé biết nâng niu đóa hồng đỏ. Và cứ như một lẽ tự nhiên, em gửi tâm sự vào bài nhảy tự biên, vào những cánh thiệp, những đóa hồng tặng các chị trong ngày sinh nhật của chính mình. Em hoan nghênh chúng tôi bước vào thế giới riêng đầy màu sắc của em. Chiếc xe chở hàng đóng kín cửa, nói rằng em muốn chở theo tất cả những gì mà em yêu thích và những người yêu quý em cùng đây. Em hát thẳng fans rằng tình yêu của mọi người là lý do duy nhất khiến em kiên cường. Hóa ra trong ánh mắt của mọi người chưa từng rời bỏ em. Tôi cũng muốn nói với em rằng Dịch Dương Thiên Tỷ là lý do lớn nhất khiến tôi trở nên mạnh mẽ. Nguyện mãi dõi theo em, không đổi dời. Bởi vì điều lãng mạn nhất cuộc đời này của tôi là trở thành fan của em, Dịch Dương Thiên Tỷ. Những cơn gió đầu hạ mơn man thổi qua, tôi nhắm mắt nhớ đến mái tóc em mây bay trong gió, những lần ở sân bay cho một cuộc hành trình mới. Một cậu con trai mới hơn 17 tuổi, nhưng đã bay qua biết bao nhiêu thành phố. Những lúc nhìn em cúi đầu mệt mỏi, thật muốn đến bên cạnh ôm em,
chạy một bờ vai tựa vào. Chàng trai tôi thương chẳng hay nói ra những điều trong lòng, dù mệt mỏi. Con người đáng quý đến đâu lòng như em đã dạy cho tôi rất nhiều, rất nhiều điều. Một ngày trôi qua, khi những ánh sao đêm lại lung linh trên bầu trời, tôi lại tự hỏi, hôm nay em làm những gì? Tâm trạng có tốt không? Công việc có vất vả không? Bài tập có làm khó em nhiều không? Hôm nay em nghe nhạc của ai? Trước khi đi ngủ có còn nghe Officially Missing You? Và có còn bật Mama Don't Worry khi thức dậy? Tôi thật sự rất nhớ em, rất nhớ em. Tôi muốn viết tên em lên chiếc lá vàng rơi trong chiều hoàng hôn. Tôi muốn lưu lại ánh mắt, nụ cười bóng anh em trong bài hát tôi viết. Đôi mắt của em giống như bầu trời tràn ngập ánh sao. Nụ cười của em giống như mặt trời mùa đông ấm áp. Cho dù có bao phong ba bao táp, cũng không bao giờ từ bỏ. Sau cơn mưa mà có thể nhìn thấy cầu vồng. Tôi nguyện hóa thành vì sao kia, xa sáng ước mong của em. Tambor.
现在的隐忍是未来的